Mới đây, báo điện tử Tầm Nhìn đã phản ánh tình trạng đổ thải trái phép tại khu đồng Tổ Sáo, xã Việt Hùng đến lãnh đạo huyện Đông Anh. Tuy nhiên, tình trạng đổ thải trái phép trên địa bàn huyện này vẫn ngang nhiên tiếp diễn. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn, các xe tải mang logo của Công ty Môi trường Đô thị và Phát triển Hà Nội tiếp tục mang rác thải đến đổ san lấp tại thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi bị phản ánh đổ thải trái phép tại xã Việt Hùng, các xe môi trường không những không bị xử lý mà còn thản nhiên chuyển sang địa điểm đổ thải trái phép khác. Theo ghi nhận của phóng viên, các xe môi trường mang biển số 29C82459, 29C87620, 29C35929, 29C85163 đều mang logo của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Phát triển Hà Nội liên tục mang phế thải đến đổ, đốt và san lấp xuống ao cạnh sông Ngũ Huyện Khê tại thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Các xe này lấy rác thải từ công trường môn siêu dự án ở Gia Lâm rồi di chuyển từ đường quốc lộ 5 qua cầu Đông Trù thì đi vào đường Đông Hội ra quốc lộ 3 cũ. Đến đầu cầu Lộc Hà, bắc qua sông Ngũ Huyện Khê thuộc địa phận xã Mai Lâm thì sẽ vào lối đi phía sau nhà máy sản xuất của công ty thép Tiến Hà. Các xe này tiếp tục di chuyển men theo con đường bờ sông Ngũ Huyện Khê, chở theo rác thải chậm rãi bò sâu vào cánh đồng vắng thôn Du Nội để đổ. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Win Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Trong suốt quá trình ghi nhận tại bãi đổ phế thải trên là hình ảnh cột khói từ việc đốt rác bốc lên hầu như là liên tục cả ngày lẫn đêm. Ô nhiễm môi trường là thấy rõ, tình trạng này đã bị người dân xã Dục Tú là khu dân cư tiếp giáp với điểm đổ thải này liên tục phản ánh. Theo phản ánh của người dân, khu đổ thải là nguồn gốc đất nông nghiệp do chủ một công ty kinh doanh nhà nghỉ và vận tải trên địa bàn thôn Du Nội thâu tóm của người dân. Từ nhiều tháng nay, tình trạng các xe gắn mác xe phục vụ vệ sinh môi trường, bất kể ngày lẫn đêm liên tục chở những thùng rác thải hỗn tạp đến đổ san lấp xuống khu đồng vắng trên. Đặc biệt là việc đốt rác liên tục tại bãi đổ thải này khiến khói bụi khét lẹt tạo thành những đám mây mù khó thở bay vào khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tình trạng này diễn ra đã từ nhiều tháng nay nhưng không hề bị cơ quan chức năng xử lý. Bao ngày tháng này đó, đổ phết rồi. Bao đường ao lấp phết, lấp cây cày đó, nông nghiệp đó. Lấp đầy cây cày, đi đường nào. Đến cái đầu hết cái mặt tường lâm cho mặt mình chạy thẳng. Là lấy máy xúc mới để máy cẩu mấy ô tô đất đầy ấy. Đi qua hai cái đất nhìn thấy xe chở đất ra rồi mà. Đổ đấy cái việc đấy là của chính quyền của địa phương xã Mai Lâm, huyện thì quản lý nhưng mà huyện không ai đi đến đây. Cái chỗ đấy là thuộc về xã Mai Lâm. Đổ cả ngày cả đêm. Toàn xe môi trường ạ. Toàn xe môi trường thôi. Những xe khác là gần như không được đổ, toàn xe môi trường hết. 2-3 tháng thì lúc lúa vẫn còn chưa cấy bao giờ gặt rồi. Nó cái túc đất đổ tầm trưa thì đổ nhiều hơn, mới chiều tối, không phải sáng tinh mơ. Chiều tối nó tập kết xong nó đốt mới nhiều. Đây là còn ít đến không phải cái luồng khói mà đen xì vòng ra tận đằng kia. Khi đã ghi nhận đủ những hình ảnh chứng cứ rất rõ ràng, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã liên hệ phản ánh sự việc và đặt lịch làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Mai Lâm, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội. Tuy nhiên đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan này. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin trong các phóng sự tiếp theo.